Khi chị mình đi học giấy phép lái xe, chúng ta sẽ có những buổi tập đường trường. Và những buổi tập đường trường này, mỗi khi chúng ta quay đầu, chúng ta cảm thấy rất là khó khăn. Tại vì đầu tiên chúng ta cần phải có rất là nhiều kỹ năng thì chúng ta mới có thể quay đầu tốt được. Điều thứ hai là chúng ta cũng chưa hình dung được là chúng ta được phép quay đầu ở những đoạn đường nào. Vậy ngày hôm nay em sẽ cùng anh chị tìm hiểu xem là khi chúng ta đi ở trên đường, những nơi nào chúng ta được phép quay đầu và những nơi nào chúng ta không được phép quay đầu, để anh chị mình yên tâm hơn, nắm vững về luật giao thông đường bộ hơn, để chúng ta lái xe an toàn và chúng ta không có vi phạm. Anh chị mình đừng quên bấm like, share, đăng ký và ấn vào nút chuông để đón xem rất là nhiều video bổ ích của hướng dẫn lái xe an toàn. Rồi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về quay đầu xe. Trong rất là nhiều video em có nói với chị rằng chúng ta hãy cố gắng hiểu về biển báo. Đi đường chúng ta hãy quan sát tốt phần biển báo. Vậy biển báo có liên quan gì về video quay đầu xe ngày hôm nay của chúng ta? Thì khi anh chị mình đang đi trên đường, anh chị thấy một số biển báo thì anh chị mình có thể quay đầu được. Đầu tiên đó là biển báo chỗ quay xe. Biển báo chỗ quay xe sẽ có hình dạng đó là hình vuông, nền xanh và có mũi tên cho phép quay đầu như thế này vậy ha. Ở ví dụ anh chị đang đi trên đường như thế này và chúng ta thấy có biển báo là chỗ quay xe là biển báo chính và biển báo phụ là cách 200 m, thì anh chị mình đi thêm 200 m nữa từ tính từ nơi đặt biển báo thì mình sẽ có một chỗ để quay xe anh chị mình ha. Thì nơi đấy anh chị mình sẽ được quay đầu xe và chúng ta sẽ không có vi phạm gì hết. Rồi nếu như ngoài cái biển chỗ quay xe ra thì chúng ta còn một biển nữa, đó là biển khu vực quay xe. Khu vực quay xe khác, chỗ quay xe như thế nào? Thì đây chính là biển khu vực quay xe của chúng ta. Em lấy ví dụ như anh chị mình không quay đầu thì anh chị mình cứ đi thẳng bình thường. Còn nếu như anh chị mình mà muốn quay đầu xe ở ngã tư trước mặt thì anh chị mình sẽ đi vào khu vực quay xe như thế này. Thường những khu vực này thì đường không có lớn lắm nhưng lại có rất là nhiều những xe như xe công của chúng ta hoạt động khu vực này. Cho nên họ thường làm thêm khu vực quay xe để quay cho nó dễ dàng. Em lấy ví dụ như xe của chúng ta là xe màu trắng này. Nếu như họ quay ở phần đường này thì sẽ không đủ cái chiều rộng để họ quay hết, như vậy sẽ gây cho cản trở giao thông, nên sẽ thiết kế thêm khu vực quay xe. Thì khu vực quay xe phải đi như thế nào chị ha? Ở đây ví dụ như xe màu xanh của chúng ta đây, muốn quay xe thì sẽ đi vào khu vực quay xe, đó là đi chếch sang hướng bên phải như thế này và quay xe qua ngã tư như thế này, thì chúng ta gọi là khu vực quay xe. Như em nói, thường là nơi này sẽ xuất hiện nhiều xe công quay đầu lại cho nên họ sẽ thiết kế thêm khu vực này. Anh chị mình nếu như ở Đồng Nai mà ở khu vực ngã ba Tân Vạn đi vào ở vị trí An Bình Dương thì anh chị mình sẽ thấy có biển báo đặt đó là khu vực quay xe và sẽ được thiết kế nguyên một khu quay xe như thế này luôn. Cho nên anh chị có thể để ý và chúng ta hiểu hơn về phần này ha. Đây là mô phỏng của em để giúp cho anh chị mình dễ hình dung hơn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ được quay đầu xe ở chỗ nơi đường giao nhau. Nếu như chị mà đi lại chỗ đường giao nhau chúng ta không thấy biển báo cấm thì chúng ta sẽ được quay đầu. Cho dù anh chị mình không thấy biển báo khu vực quay xe, không thấy biển báo cấm thì chúng ta vẫn được quay đầu bình thường anh chị ha. Em lấy ví dụ ở đây xe màu trắng của chúng ta muốn quay đầu thì chúng ta sẽ quay vào ở trong khu vực giao nhau như thế này là chúng ta được phép. Nơi tiếp theo được quay đầu xe đó là nơi vạch kẻ đường đứt quãng như thế này. Ví dụ như ở đây cũng không có biển báo cấm thì anh chị mình cũng sẽ được quay đầu như thế này luôn. Còn nếu như anh chị mình mà lưu thông trên những đoạn đường không có vạch kẻ đường, không có con lươn thì anh chị mình phải tìm những nơi rộng rãi thông thoáng chúng ta mới quay đầu để chúng ta không gây ùn tắc giao thông. Rồi đó là những nơi chúng ta được quay đầu, còn những nơi chúng ta không được quay đầu thì là những nơi nào? Đầu tiên đó là trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Em lấy ví dụ như phần đường dành cho người đi bộ qua đường màu trắng này mà anh chị mình quay đầu ở trên đây là không được. Đây, ví dụ như trường hợp này quay đầu ở ngay trên phần đường dành cho người đi bộ là không được. Nếu như chị mình mà quay đầu ở trên đây thì chúng ta sẽ bị phạt tiền từ 400 cho đến 600 ngàn đồng. Vậy nên khi quay đầu, anh chị mình hãy quay đầu ở trước hoặc sau phần đường dành cho người đi bộ anh chị ha. Ví dụ như ở trường hợp mô phỏng của chúng ta này, chúng ta quay đầu ở trước hoặc sau phần đường, thì ở đây là quay ở sau phần đường, tức là trong ngã ba ngã tư.
Còn nếu anh chị mình muốn quay đầu thì chúng ta cũng có thể quay ở nơi mà vạch đất này cũng được luôn. Anh chị thường hay thấy khi mà chúng ta đi lại ngã ba ngã tư, cách vạch kẻ cho người đi bộ qua đường khoảng tầm 20 m là vạch liền. Thì cái đoạn vạch liền này anh chị mình sẽ không được quay đầu ở trên đấy. Nếu như chúng ta quay đầu chúng ta đè vạch liền này thì chúng ta cũng đã vi phạm rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ không được quay đầu ở trên cầu, đầu cầu, ngầm, gầm cầu vượt. Đó, ví dụ như một chiếc xe SUV này rất là sang trọng, rất là đẹp. Nhưng mà khổ một nỗi anh lại quay đầu ở trên cầu, đúng không ạ? Như vậy là sai quy định rồi. Và trường hợp này anh này sẽ vi phạm và bị xử phạt với mức tiền là 400 đến 600 ngàn đồng. Chứ quay đầu trên cầu như thế này dễ gây ùn tắc lắm anh chị ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ không được quay đầu ở nơi có biển báo cấm quay đầu. Khi đã có biển báo cấm quay đầu rồi thì chúng ta không được quay đầu là chắc ăn rồi. Mà anh chị mình cứ cố tình quay đầu như thế này thì chúng ta đã vi phạm rồi. Vi phạm chúng ta sẽ bị xử phạt từ 800 cho đến 1 triệu đồng. Em lấy mức xử phạt này là trong trường hợp không xảy ra tai nạn, đúng không ạ? Có là chúng ta quay đầu ở nơi có biển báo cấm và không để xảy ra tai nạn. Còn nếu để xảy ra tai nạn thì chúng ta sẽ bị xử phạt cao hơn nhiều nữa. Tí nữa anh chị sẽ biết mức xử phạt là bao nhiêu ha. Tiếp theo chúng ta sẽ không được quay đầu tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt. Có là nơi anh chị thấy có đường sắt tàu hỏa chạy qua mà chúng ta lại quay đầu trên đấy là không được rồi. Và ở đây chúng ta sẽ bị phạt tiền từ 800 đến 1 triệu luôn anh chị ha. Tương đương với mức phạt của nơi có biển báo cấm quay đầu. Rồi tiếp theo chúng ta là quay đầu ở trên đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất. Giống như chị mình đi đường đèo đi chẳng hạn, mà những nơi mà đường cong như thế này hoặc nơi đường có tầm nhìn bị che khuất và chúng ta quay đầu thì cực kỳ nguy hiểm rồi. Anh đi phía sau của chúng ta cũng không có phát hiện được, cũng rất là dễ bị va chạm với xe của chúng ta. Hoặc là anh sẽ đi ngược chiều với xe của chúng ta cũng rất là dễ bị va chạm với xe của chúng ta. Cho nên anh chị mình để ý những nơi đoạn đường cong, nơi che khuất tầm nhìn, anh chị mình đừng có quay đầu ha. Nó cực kỳ nguy hiểm. Nó gây nguy hiểm cho chính chúng ta và gây nguy hiểm cho những người khác tham gia giao thông. Rồi mức xử phạt của chúng ta cũng là từ 800 đến 1 triệu nếu như chị mình quay đầu ở những đoạn đường như thế này. Tiếp theo nữa, ở quay đầu ở trong hầm đường bộ, đúng không ạ? Trong hầm thì em thấy rất là ít, rất là hiếm trường hợp anh chị mình quay đầu. Đó là một tín hiệu rất là đáng mừng. Nhưng mà nếu như chị mình mà vẫn quay đầu ở trong hầm đường bộ thì chúng ta sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Hiện tại ở Việt Nam chúng ta cũng xuất hiện khá là nhiều hầm đường bộ. Anh chị mình đi từ Bắc vào Nam sẽ có hầm Hải Vân, rồi hầm đèo Cù Mông ở Phú Yên, đúng không ạ? Hầm đèo Cả đó. Hoặc là anh chị mình mà ở Sài Gòn chúng ta có hầm mà đi qua sông Sài Gòn đó. Những hầm này anh chị mình nhớ là chúng ta sẽ không được quay đầu ha, tuyệt đối đừng có quay đầu và cũng không được lùi xe. Rồi, cho nên nếu chúng ta quay đầu chúng ta sẽ bị phạt tiền từ 1 cho đến 2 triệu đồng. Một con số cũng khá là cao đúng không ạ? Rồi, còn anh chị mình mà quay đầu ở trên đường cao tốc thì sao? Anh chị thấy không? Một dãy xe thì xếp hàng, đúng không ạ? Không có quay đầu, nhưng anh này, một anh vô cùng đẹp trai này lại quay đầu lại. Quay đầu anh chị mình thấy nguy hiểm không? Ví dụ như trên đường cao tốc mọi người chạy đang tốc độ rất là nhanh, đột nhiên có chiếc xe quay đầu như vậy, khi cản trở như vậy, họ không thắng kịp thì họ sẽ đâm vào mình mất. Cho nên chị mình nhớ là chúng ta tuyệt đối không có quay đầu trên đường cao tốc như thế này ha. Rồi nếu như quay đầu trên đường cao tốc này, chúng ta sẽ bị phạt tiền từ 6 cho đến 8 triệu. Con số cũng khá khá là cao. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta mà quay đầu mà để xảy ra va chạm thì sao chị ha? Đây là trường hợp quay đầu xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông. Thì chúng ta sẽ bị xử phạt từ 10 cho đến 12 triệu. Chị thấy rất là tốn tiền đúng không ạ? Cho nên hy vọng rằng khi chúng ta quay đầu chúng ta phải quan sát thật kỹ rồi chúng ta thấy an toàn chúng ta mới được quay đầu, và chúng ta sẽ không quay đầu ở những nơi mà quy định không được phép quay đầu, đúng không ạ? Mà những nơi không được phép quay đầu như em nói rồi, đầu tiên anh chị mình hay mắc lỗi nhiều nhất khi mà chúng ta mới đi học và thi giấy phép lái xe, đó là chúng ta quay đầu ở trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Cái thứ hai em bắt gặp anh chị mình hay quay đầu, tại vì khi mà anh chị mới điều khiển xe, chúng ta chưa quan sát tốt biển báo thì anh chị mình quay đầu ngay cả nơi có biển báo cấm. Đó là những nơi mà anh chị mình thường hay vi phạm cái lỗi quay đầu. Anh chị mình cố gắng luyện tập kỹ năng quan sát biển báo tốt để chúng ta
không có vi phạm anh chị ha. Và khi quay đầu thì anh chị mình nhớ nhường đường cho người đi ngược chiều và nhường đường cho cả chính người đi cùng chiều với chúng ta luôn. Và những nơi nào chúng ta quay đầu chúng ta có thể gây ùn tắc thì chúng ta không nên quay đầu, chúng ta hãy chạy quá đi đến những nơi thông thoáng hơn để chúng ta quay đầu một cách an toàn. Và một điều nữa, chúng ta sẽ không gây ùn tắc giao thông, không gây phiền hà cho người khác. Em xin ngưng video lại đây. Anh chị mình nếu còn khó khăn thắc mắc gì về vấn đề quay đầu, anh chị mình có thể để lại bình luận phía bên dưới. Hy vọng video vừa rồi đã trang bị cho anh chị mình thêm rất là nhiều kiến thức về việc chúng ta quay đầu xe như thế nào là đúng quy định, không có vi phạm, và quay đầu xe như thế nào là an toàn. Anh chị mình đừng quên bấm like, share, đăng ký và ấn vào nút chuông để đón xem rất là nhiều video bổ ích phía sau của hướng dẫn lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.